X11 Story mến chào các quý vị thính giả. Tào Tháo là một trong những chính trị gia, nhà quân sự quyền lực nhất thời Tam Quốc. Ông chính là người đã đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở phía Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc. Lớn lên giữa thời loạn lạc, Tào Tháo đã từng bước trở thành một trong ba ông chủ lớn nhất trong Tam Quốc bằng tài năng chính trị và quân sự kiệt xuất của mình. Năm 192 sau Công Nguyên, giặc Khăn Vàng tấn công Diện Châu. Tào Tháo bán hết gia sản, đồng thời dưới sự hỗ trợ của Vệ Từ, chiêu mộ được 5.000 binh mã ở Kỳ Ngộ. Tào Tháo đã cùng Bào Tín hợp binh đánh bại đội quân này. Sau khi bình định được đội quân Khăn Vàng tại Diện Châu, Tào Tháo thu phục đám người còn sót lại của dư đảng Khăn Vàng về đội quân của mình, đồng thời hết lòng bồi dưỡng. Vì quân Khăn Vàng hầu hết đều có nguồn gốc từ Thanh Châu, nên Tào Tháo đã đặt tên cho đội quân này là Thanh Châu Binh. Thanh Châu Binh có số lượng khá lớn, lúc trước sở dĩ dễ thất bại là bởi không có tổ chức và sự rèn luyện nghiêm khắc. Sau khi được Tào Tháo đào tạo, Thanh Châu Binh nhanh chóng thay ra đổi thịt, trở thành một đội quân có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Theo Tam Quốc Chí, Tào Tháo sở dĩ có thể tập trung cho mình được một đội quân 5.000 binh sĩ, điều này có liên quan rất nhiều tới thương nhân Vệ Từ. Chính nhờ số tiền lớn mượn của Vệ Từ mà Tào Tháo có thể trải qua giai đoạn khó khăn. Từ câu chuyện của Tào Tháo có thể thấy, bất cứ ai khi làm việc lớn đều không thể có đủ 100% nguồn lực. Xung quanh của chúng ta có rất nhiều nguồn lực, nhưng chỉ người thức thời mới biết cách nắm bắt. Ví dụ, có những kho báu mà chúng ta vô tình bỏ qua, đó là mối quan hệ giữa các cá nhân của cha mẹ và bạn bè, kinh nghiệm thành công và bài học thất bại của người khác. Nói một cách đơn giản, muốn thăng lớn phải biết tận dụng tất cả các tài nguyên có sẵn. Trước hết, việc một số người có thể vay số tiền lớn chứng minh họ phải có tiềm lực kinh tế tốt, đủ khả năng để trả số tiền đã vay. Nợ càng nhiều chứng minh thực lực tài chính của những người này càng mạnh, nên cho họ mượn tiền cũng không cần lo lắng. Vay nợ thực chất là cách đầu tư bằng đòn bẩy. Chẳng hạn, một người ban đầu chỉ làm được dự án đầu tư 100 triệu đồng, nhưng nếu vay thêm vốn hỗ trợ, có thể làm được dự án 1 tỷ đồng hay thậm chí là hàng trăm tỷ đồng. Bằng cách này, họ không chỉ xây dựng được nhiều mối quan hệ hơn, mà còn tiếp xúc với nhiều thông tin hơn trong giới kinh doanh. Từ đó, công việc kinh doanh cũng sẽ ngày càng lớn hơn. Trên thực tế, nhiều người mong muốn bản thân sẽ không bao giờ phải mắc nợ ai cả, nhưng rất khó để làm giàu nếu có tư duy như vậy. Bởi vì chỉ dựa vào tài chính và năng lực của bản thân, rất khó đạt được hiệu quả, đòn bẩy, để của cải hiện có thể đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian ngắn. Dùng tiền để kiếm tiền luôn là biện pháp kinh doanh tốt nhất, vì vậy việc giỏi, vay tiền, là vô cùng quan trọng. Lâu nay chúng ta vẫn được dạy rằng phải làm việc chăm chỉ mới có thể giàu được, nhưng cuối cùng đến một ngày, rồi bạn sẽ hiểu ra chỉ làm việc chăm chỉ là không đủ. Chỉ có làm theo cách của người giàu thì mới có nhiều khả năng trở nên giàu có hơn. Không thiếu cách kiếm tiền, nhưng kiếm tiền bằng tiền là cách kinh doanh tốt nhất. Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao thu nhập trung bình của ngành tài chính toàn thế giới lại cao như vậy? Tại sao những người càng giàu lại càng nhiệt tình với hoạt động vốn? Và tại sao những người như Lý Gia Thành, mỗi khi gặp khủng hoảng, tài sản của họ luôn có thể tăng lên nhanh hơn? Mấu chốt nằm ở chỗ này. Vì vậy, trong câu chuyện làm giàu của nhiều tỷ phú, truyền thuyết mượn gà đẻ trứng không hiếm gặp. Như mọi người đều biết, việc mượn gà đòi hỏi tầm nhìn, chiến lược và kỹ năng xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân. Xét cho cùng, trong xã hội ngày nay, vay tiền thực sự rất khó, đặc biệt là tiền tư nhân, cần có kỹ năng để khiến người khác sẵn sàng cho vay và vui vẻ cho vay. Có thể thấy rằng, đại đa số mọi người đều sẽ chăm chỉ làm việc vì tiền, nhưng với phương hướng và cách thức khác nhau, kết quả họ nhận được sẽ khác nhau. Hầu như ai cũng muốn cuộc đời thuận buồm xuôi gió, ăn nên làm ra và thoát khỏi tình trạng đói nghèo. Thế nhưng, không phải ai cũng có được may mắn này. Nhiều người chỉ biết chăm chỉ làm việc, nhận những đồng lương cố định, nhìn người khác làm giàu, rồi oán than số phận bất công, đổ lỗi cho người khác. Thực tế, nếu muốn trở nên giàu có và thành công, tư duy, mượn lực là vô cùng cần thiết. Hãy tận dụng cả công sức của người khác để kiếm tiền. Con đường kiếm tiền càng nhiều, tiền tự nhiên sẽ ngày càng nhiều. Sự nhạy bén trong chính trị, tài năng quân sự của Tào Tháo chắc chắn là điều không cần phải bàn cãi. Tào Tháo có thể nổi lên trong đám quần hùng, không chỉ nhờ vào cái mác quan tam đại của ông, mà là kết quả của năng lực và những phấn đấu của mình. Tuy nhiên, vị quân chủ của Tào Ngụy lại có sở thích khá đặc biệt. Vào thời đại phong kiến, sự trong trắng của người phụ nữ rất được coi trọng. Tào Tháo với tư cách là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong thiên hạ lúc bấy giờ, lại có sở thích rất bất ngờ. Đó là ông rất thích các quả phụ và nạp vợ của các kẻ thù bại trận làm thê thiếp. Sở thích và lựa chọn của Tào Tháo quả nhiên đi ngược lại với số đông, thậm chí khiến nhiều người cười chê. Tuy nhiên, khi tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, hóa ra sở thích của Tào Tháo lại ẩn giấu một chiến thuật tuyệt vời. Đó là gì? Cả đời tung hoành khắp nơi, Tào Tháo nổi tiếng là một chính trị gia tài ba, có tài thao lược và túc trí đa mưu. Tuy nhiên,
vị quân chủ này cũng có một nhược điểm chí mạng, đó là quá đa nghi. Do đó, binh lính dưới trướng rất dè chừng và sợ hãi khi phải đối mặt với Tào Tháo. Sau khi nhận ra tình trạng này, Tào Tháo đã có cách xử lý rất khéo léo để khích lệ tinh thần của binh lính và những người phục vụ dưới trướng. Đó là chiến thuật nhân tâm thu phục lòng người, bắt nguồn từ sở thích lấy góa phụ. Tào Tháo rất hiểu thời cuộc khi biết rằng người đời thường rất coi trọng sự thuần khiết của người phụ nữ. Do đó, sau khi chồng mất, họ phải trở thành tiết phụ, tức là thủ tiết thờ chồng và nuôi con. Mặt khác, thông thường, khi chọn vợ, những người đàn ông thời phong kiến cũng ưu tiên chọn phụ nữ chưa chồng, có gia cảnh trong sạch. Dưới quan niệm nặng nề của xã hội phong kiến, ngay cả khi góa phụ muốn tái hôn thì họ cũng khó được người khác chấp nhận. Hiểu được điều này, nhưng với cương vị là nắm giữ quyền lực tối thượng trong triều Đông Hán, Tào Tháo không quan tâm tới những lời nhận xét và dị nghị của người khác. Ông nhất quyết lấy những người quả phụ, đưa những mỹ nhân này về Tào gia mà không chút đắn đo. Việc làm của Tào Tháo cũng cho những thuộc hạ dưới trướng thấy được sự bao dung và độ lượng của ông. Cách đối xử khác biệt với các góa phụ đã trở thành một cơ hội quan trọng để vị quân chủ này thu hút sự chú ý của các tướng địch. Trên thực tế, Tào Tháo không thực sự si mê các góa phụ. Thay vào đó, Tào Tháo dùng cách này để chiêu mộ nhân tài. Những góa phụ mà Tào Tháo nhất quyết lấy làm thiếp có xuất thân không tầm thường. Họ đều là vợ của những người mà ông từng đánh bại. Nhờ vậy, Tào Tháo đã chiêu mộ được không ít nhân tài, trong đó có một số võ tướng từng là kẻ thù với vị quân chủ này. Ngoài ra, những cuộc hôn nhân của Tào Tháo với những người phụ nữ đã qua một đời chồng còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp vị quân chủ này củng cố thể lực của mình tại nơi mà ông đánh chiếm được. Hơn nữa, hầu hết những người phụ nữ này đều có xuất thân từ các gia tộc có thể lực. Do đó, bằng cách lấy họ làm vợ, Tào Tháo đã nhận được không ít sự ủng hộ, hậu thuẫn từ các gia tộc, đồng thời tránh được những mâu thuẫn và tranh chấp chính trị không đáng có. Trong lịch sử, rõ ràng có không ít các cuộc hôn nhân mang màu sắc chính trị với những thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Đương nhiên Tào Tháo hiểu được điều này và đã vận dụng một cách xuất sắc. Thông qua sở thích lấy góa phụ, ông không những có thể củng cố quyền lực mà còn chiêu mộ được không ít anh hùng, hào kiệt, tướng lĩnh tài giỏi tại các vùng đất hay thành trì chiếm được. Trong thời kỳ thiên hạ hỗn loạn như những năm cuối thời Đông Hán và Tam Quốc, chiến thuật của Tào Tháo quả nhiên đã mang lại cho vị quân chủ này không ít ưu thế. Người đời nhìn vào thoạt đầu có thể thấy rằng Tào Tháo chỉ ham mê nữ sắc đến nỗi vợ của cựu thù cũng không bỏ qua. Thế nhưng trong lòng một người tham vọng như Tào Tháo chỉ có đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Đương nhiên để biến giấc mơ này thành hiện thực, Tào Tháo cũng sẵn sàng bỏ ra không ít tâm sức, mưu lược và thậm chí là thủ đoạn. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.